Rồi, hôm nay mình lên sóng bộ dàn Sony CMT333. Bộ này chạy full chức năng các kiểu mà. Cổng quang in, optical in đó. Rồi cổng lay in, CD, MD, ok. Rồi, test CD. Bộ này loa dàn đẹp hết nha. Cuộc chiến tranh chống các đế quốc và quân xâm lược giành độc lập tự do, thống nhất đất nước đã kết thúc 25 năm rồi. Trong lịch sử của dân tộc đã ghi thêm một giai đoạn chiến đấu và chiến thắng vẻ vang. Lịch sử cũng đã ghi thêm bao nhiêu gương anh hùng, liệt sĩ với những chiến công có một không hai. Những tên tuổi của Bế Văn Đàn, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu hay Kim Đồng, Lê Văn Tám, vân vân, luôn được nhắc đến và sống mãi với nhân dân. Còn nữa, những chiến sĩ vô danh đã không có được niềm vui nhìn ngày toàn thắng. Hôm nay, giữa cờ lồng tung bay trên một đất nước độc lập tự do, xin được hát về các anh các chị, những anh hùng của dân tộc. Chào mừng Đại hội các chiến sĩ thi đua toàn quốc. Chào mừng các ngày lễ trọng đại của năm 2000. Sài Gòn Audio thực hiện chương trình ca nhạc đặc biệt mang chủ đề Chiến sĩ vô danh. Ok. Để góp thêm. Ok, CD ok. Em đi. Đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ yêu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió, biết sao nàng vui dấn thân trên bước đường. Về chức năng đêm đêm nha. Đêm thương sẽ nát con tim. Em đã ghi điện lấy em bằng máy tính rất là nhanh. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Rồi, test chức năng kết nối điện thoại luôn, lên luôn. Nhớ lại những tháng ngày bên nhau, sao quá êm đềm. Ngày ấy, chúng ta thật vô tư với những buổi chiều vàng trên đồi cỏ mùa. Anh nghe lòng mình chìm đắm, đôi mắt em long lanh và thật hạnh phúc. Một hạnh phúc vô bờ trong ánh nắng hoàng hôn. Nhưng ai có ngờ đâu, chuyện đời thay đổi vì sẽ có những đổi thay. Em ơi, ta đâu ngờ sẽ có những tiếng hát rất khó phai. Anh yêu mưa yêu nắng. Rồi, ok, bộ này tất cả là full chức năng, không thiếu món gì.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.